Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, từ 6 giờ sáng nay, ngày 1 tháng 10 năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thanh Hóa tổ chức ra quân, tuyên truyền hướng dẫn, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với phụ huynh, học sinh tại các cổng trường và trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa. Ngay từ sáng sớm, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thanh Hóa đã lập chốt trên các tuyến đường nơi tập trung các trường học, phát hiện và xử lý nghiêm các học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đợt cao điểm này, sẽ tập trung kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Những trường hợp này, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo về cho nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp. Chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện kiểm tra xử lý đối với toàn bộ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa trong cái đợt cao điểm này để kiểm tra về cái việc chấp hành luật giao thông đối với học sinh khi tham gia giao thông. Và chúng tôi sẽ tập trung xử lý những lỗi đó là giao xe phương tiện cho người chưa đủ điều khiển khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn tín hiệu, cũng như đồng thời xử lý một số các cái lỗi có thể gây đến tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đó là việc lạng lách đánh võng của các cháu trong độ tuổi thanh thiếu niên. Trong ngày đầu tiên ra quân, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thanh Hóa đã lập biên bản gần 30 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm các quy định an toàn giao thông đường bộ, chủ yếu là các hành vi không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, không có giấy phép lái xe, giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Qua công tác kiểm tra cũng cho thấy ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của một bộ phận phụ huynh học sinh còn hạn chế. Vẫn giao phương tiện cho con đi đến trường khi chưa đủ tuổi theo quy định và không hợp tác khi lực lượng chức năng kiểm tra. Vì vậy, lực lượng chức năng cho biết việc kiểm tra xử lý vi phạm sẽ được thực hiện triệt để và thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông của phụ huynh và học sinh. Chúng tôi sẽ tổ chức với nhiều giải pháp và với nhiều hình thức khác nhau, kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và hóa trang để chúng tôi xử lý đối với những trường hợp như trên. Theo kế hoạch, đợt cao điểm này sẽ được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 10. Trong thời gian này, ngoài tăng cường tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thanh Hóa sẽ bố trí lực lượng duy trì bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng các trường học, nhất là thời gian đầu và cuối giờ học, nhằm xử lý các trường hợp học sinh, phụ huynh học sinh dừng đỗ xe sai quy định dưới lòng đường, trên hè phố, khu vực đường ngang gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.